550 ngàn một nhà Thái Lan nha. Anh Minh của đoàn bán đắt quá em ơi, chỗ nào rẻ thì mua đi anh trai, nếu anh có rẻ hơn thì IP cho em mua lại cho nha anh trai nha. Rẻ mà đẹp thì em không có nha anh Minh của đoàn ơi, cứ chỗ nào rẻ mà đẹp là giúp nha anh trai nha. Hello chào anh Hoàng Nguyễn nha, cứ chỗ nào rẻ đẹp chuẩn hàng là anh mua, chứ còn mà mua rẻ mà đừng có lên kêu ca tên hội gì. Hàng thế này thế kia mệt lắm, em thấy mấy cảnh em mệt lắm. Rồi một nhà này sẽ là chốt để chịu giá là 550 ngàn nha, 550 rẻ mà đẹp, mua trúng hàng tầm bậy á thì về nuôi 2-3 năm mà đừng có kêu lên hội, đừng có kêu nha anh ta nha, chứ không có hàng rẻ. Hoa Lan là hàng rẻ, Hoa Lan là anh biết không, chơi Hoa Lan là từ mà xương từ thịt những cái thợ rừng á, người ta đi bỏ tính mạng người ta lấy lan về thì không có rẻ được, cảm thấy ok thì chơi, còn muốn rẻ lên rừng mà lấy nha anh ta nha. Rồi lên tiếp một chậu kiều vàng 250 ngàn nè anh ta, hỏi kiều này có 3 mã kiều thôi nha, anh thử đi lên rừng anh biết cảnh, chứ ngoại Hoa Lan không mà nó có để ở chậu cho anh ta sưu tầm đâu. Mã kiều vàng 250 ngàn, muốn rẻ là một là đi xin, hai là đi trộm, nó ba là lên rừng tự hái là ok nhất nha. 250 ngàn kiều vàng này, 250 nha, kiều em có 3 mã thôi, kiều vàng này 250 anh chị nè, 250 rồi. Kiều tím này 350 bao ship nha, đơn hàng 300 ngàn rồi bao ship, 350 bao ship này kiều tím. Rồi cái này là mã kiều vàng, em có 3 mã kiều thôi, hôm nay có 3 đơn kiều thôi. Rồi mã kiều vàng này như là chốt này, 350 ngàn bao ship, 350 bao ship. Anh Hiểu Đức xem bông kiều vàng ngồi ngồi về để em, anh nôn lắm rồi, tại sao anh đổ bánh hùng ơi. Đây hoa kiều vàng như này, đây là hoa kiều vàng này, kiều vàng này anh trai này, kiều vàng là hoa nó lồng đỏ trứng gà như thế này, cánh nó hơi trắng và cái nhị nó vàng, nó gọi là kiều vàng nhé, nó thân tròn lá nó mỏng, còn cái kiều tím này thân tròn nhưng mà lá nó dày, cái này là kiều vàng đó, kiều vàng nha anh trai nha, thân tròn lá nó mỏng, còn cái dòng kiều tím là lá nó dày, thân nó tròn mà lá nó dày đó, kiều vàng đó. Còn cái kiều mà nó vàng hết như thế này là gọi là kiều mỡ gà, nó vàng hết là kiều mỡ gà, còn cái này là gọi là kiều vàng. Phụ nữ hết rồi chị Thoa Nguyễn ơi, phụ nữ hết hàng rồi nha. Rồi mã kiều vàng này 350 ngàn, mã này rất là nhiều thân nha chị nha, nhưng mà thân hơi nhỏ, để 350 ngàn, 350 ngàn bao ship nha chị nha. Đó kiều vàng, em chỉ còn 3 mã kiều thôi. Còn cái mã kiều này anh chị nào chốt là để 500 ngàn, kiều này là kiều vàng, kiều hàng đột biến anh chị nha, kiều này là thị trường không có đó, anh chị nào mà may mắn thì sổ được thôi, còn kiều thị trường mà số lượng thì không có. Kiều lem này 500 ngàn, hàng sưu tầm, 500 hàng sưu tầm kiều lem anh chị nha, hàng này là thị trường không có số lượng, anh chị nào may mắn thì sổ được thôi, cái này nhân giống bằng thân anh chị nha, nhân giống bằng thân chứ không có số lượng thị trường. Kiều lem nè, anh chị nào chưa có thì sưu tầm về làm giống chơi, nó lem mà nó còn chỉ còn 2 con mắt vàng thôi, hàng này gọi là hàng đột biến của kiều, chậu này để chị 500 ngàn, hàng sưu tầm.
Hàng này không mặc cả vậy ha, số lượng không có hàng. Rồi lên tiếp tục lên Nghinh Xuân nha chị nha. Rồi lên những mặt hàng tương đối rồi á, giờ lên Nghinh Xuân nha. Anh chị nào xem mặt hàng này thì comment lên. Rồi lên chị một mã Nghinh Xuân này. Lên chị một mã Nghinh Xuân này, đầu tiên mã 1 này. Đang ra rễ rất là đẹp. Cái này là hàng cái khúc giùm em nha. Đang ra rễ rất là đẹp này, hàng cái khúc này. Đang có nụ. Rồi mã 1, anh chị nào lấy để 100 ngàn. 100 ngàn mã 1 đang nụ Nghinh Xuân, mã 1 100 giùm em này. Nghinh Xuân mã 1 là 100 này. À, Bình Thuận hả? Bình Thuận thì 3 hôm. 3 hôm tới Bình Thuận nha anh Đỗ Văn Hùng ơi. 3 hôm là tới Bình Thuận. 3 hôm nữa nha anh trai nha. Rồi mã 1 anh chị nào chốt Nghinh Xuân này. Để em cho anh chị giới thiệu anh chị cái mặt hoang Nghinh Xuân luôn nè. Giới thiệu luôn rồi em lên hàng luôn anh chị ha. Nghinh Xuân là hoa như này anh chị nha. Nghinh Xuân là hoa như này, hoa trắng lưỡi ba, trắng lưỡi tím này. Nó cho hoa vào mùa xuân nha. Nó nên là có gọi là tên Nghinh Xuân. Và cái dòng lan này nó được mà có ba tên gọi, Nghinh Xuân, Đai Châu và Ngọc Điểm. Đó, nó tùy theo cái vùng miền gọi vậy ha. Nó là tất cả là đều một loại lan thôi. Nghinh Xuân, Đai Châu, Ngọc Điểm là một loại lan và hoa như thế này. Hoa nó rất là thơm, nó cho hoa vào mùa xuân anh chị ha. Cho hoa vào mùa xuân giùm em. Rất là thơm nha. Cái dòng này là có một số là nay bắt đầu ủ nụ hết rồi, có một số là nay bắt đầu có nụ rồi. Rồi mã số 1 anh chị nào chốt để chịu giá là 100 ngàn. Mã 1 này 100k nha, bây giờ lên Nghinh Xuân anh chị ha. Chủ yếu bây giờ là lên Nghinh Xuân, còn anh chị nào muốn xem hàng nào thì comment lên nha. Nghinh Xuân này 100 mã 1. Mã 1 này 100k này. Nghinh Xuân giùm em nha. Mã 1 này 100 ngàn anh chị nào giao lưu nè. Nghinh Xuân mã 1 này 100 đang có một nụ nè. Mã 1 anh chị ha. Rồi lên tiếp mã số 2 nè. Nghinh Xuân mã số 2 này, con này shop đẹp nhưng mà chưa nụ nha, con này chưa thấy có nụ. Rồi mã số 2 này có 100 ngàn luôn. Mã số 2 này 100 luôn nè. Con này shop đẹp nha chị nha, nhưng mà chưa thấy nụ nha. Mã số 2 này 100k luôn, lên những cái đơn nhỏ nhỏ trước rồi em lên đơn lớn nha chị siêu tầm. Mã số 2 có 100 này. Mã số 2 con này có 100, gửi cả chậu nha. Em gửi nguyên chậu chị có về treo tưới nước thôi. Mã số 2 này chị là chốt 100k nha. Rồi lên mã số 3 này. Rồi mã số 3 con này rất là to luôn nè. Rất là to chị nha. Nhưng mà bị lỗi lá nè. Mã số 3 này em để chịu giá là 200 ngàn. Một con lớn một con nhỏ để 200. Cái coi này không mà nó không bị lỗi lá là coi này không là 250 rồi anh chị. Cái coi to này không lỗi lá là 250 rồi. Nó bị lỗi lá này. Có một coi to và một coi nhỏ này. Nên chị 200 mã số 3 đang nụ nha. Mã số 3 coi này được 3 nụ. Mã số 3 coi lớn được 3 nụ dùm em nha. Chốt 200 mã 3. Mã 3 được 3 nụ chị nha. Coi lớn này được 3 nụ nè. Coi lớn này được 3 nụ nè. Mã số 3 để chị 200 ngàn. Rồi ok anh Đỗ Văn Hùng nha. Từ từ bình tĩnh đừng có nôn anh. Rồi mã số 3 này anh chị là chốt để 200 ngàn. Mã 3 này anh chị là chốt để 200 ngàn. Chậu mã số 3 rất là đẹp anh chị là chưa có là nhanh tay chốt.